Cơ hội cho chúng ta, Xuân Trường. Cơ hội phản công. Phan Văn Đức. Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Không được. Đức Trình. Quả đá phạt gián tiếp cho cầu thủ 23 Việt Nam. Không có gì phải tranh cãi quả đá phạt này cả. Một pha chuyền bóng về và thủ môn bắt bóng. Rất chính xác. Bóng đã chạm chân của người đã mở tỷ số trận đấu, Akram Afif. Cầu thủ viên cũng đang nín thở trước màn hình TV. Quang Hải, Văn Thanh, Xuân Trường là những người đang đứng trước quả đá phạt. Sẽ có một chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng Moin của U23 Qatar. Vai trò của Xuân Mạnh cũng là rất quan trọng. Chúng ta đang đầu tư rất kỹ cho cơ hội này. Quá hay! Quả vào! Bóng đã chạm sang ngang. Và dàn xếp của chúng ta là rất tốt. Cú đá của Hải cũng rất tốt rồi. Phút đầy sóng gió về phía khung thành của Qatar. Quá tiếc cho tình huống này. Cú đá rất tốt của Quang Hải. Bóng làm cho sà ngang của U23 Qatar rung lên bần bật, nhưng rất tiếc lại không vào lưới. Có thể hiểu được cảm xúc của ông Park Hang-seo. Đó cũng là cảm xúc của tất cả chúng ta. Nhưng thế trận mà chúng ta tạo ra trong 10 phút vừa rồi là rất khởi sắc. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Và chạy cắt vào của Quang Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. Xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Rất xứng đáng. Qatar đã sụp đổ trong sức ép của U23 Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của Nguyễn Quang Hải tại giải đấu năm nay. Chỉ ít phút sau khi anh bỏ lỡ cơ hội với cú đá phạt trúng sà ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cầu thủ U23 Việt Nam. Khả năng xoay sở phải nói là rất chậm chạp của các cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Qatar, và đó là điều mà chúng ta đã khai thác được. Đó là một trong những điểm yếu của U23 Qatar đã được ban huấn luyện U23 Việt Nam nghiên cứu. Bàn thắng gỡ hòa một đều là một kết quả công bằng dành cho U23 Việt Nam sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của chúng ta. Đường chuyền của Xuân Trường. Tỷ số đã cân bằng nhưng lợi thế tinh thần đang thuộc về U23 Việt Nam. Chúng ta cần phải biết cách tận dụng. Chỉ khoảng một phút sau khi bóng dội sà ngang, U23 Việt Nam đã có bàn thắng. Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ chúng ta phải nằm sân như thế này. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài. Chúng ta chưa được theo dõi kỹ tình huống dẫn tới việc trận đấu đang phải tạm dừng. Sự áp sát của Quang Hải là rất nhanh. Một pha phối hợp giữa hai cầu thủ thuận chân trái bên phía U23 Việt Nam.
Nhưng đây là một cú ghi bàn bằng chân phải. Hồng Duy sẽ gia tăng thêm tốc độ ở bên phía cánh trái của U23 Việt Nam. Và sự cân đối cũng sẽ đến ở cánh phải khi Văn Thanh đã chuyển sang hướng này. Sự cơ động của Quang Hải đã đưa bóng đến vị trí của Đức Chính. Quang Hải! Vậy! Vẫn còn! Đức Chính! Tung người! Lỗi cao chân. Đội trưởng của đội bạn đã lăn xả để khiến cho cú đá của Quang Hải không được như ý. Pha bóng vừa rồi là một pha bóng đầy quyết tâm của U23 Việt Nam. Chúng ta chủ động đoạt bóng và băng lên với tốc độ rất cao. Và khi Quang Hải đã chỉnh sửa thước ngắm và định thực hiện một cú cứa lòng thì Moin đã ập vào. Đức Huy. Quang Hải rất nhanh. Xuân Trường đường truyền chính xác cho Văn Thanh. Văn Thanh với một pha băng vào xứng khu đáng phải mang đến một thẻ vàng. Thẻ vàng hoàn toàn xứng đáng dành cho San Man. Một pha băng vào trung lộ bất ngờ của Văn Thanh, hoán đổi vị trí đồng đội của mình. Nếu không có cú phạm lỗi của Tarek Salman, Văn Thanh đã vượt qua và có thể là khung thành của Mohamed Al-Bakri đã phải chịu một phen sóng gió. Vẫn sẽ là một quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Xuân Trường. Và pha bóng của đội trưởng bên phía U23 Qatar. Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Đức Chinh. Đó là một trong những lý do để Đức Chinh được lựa chọn. Quan sát thế trận trên sân thì ông Park Hang-seo hiểu rằng đội bóng của mình cần một tiền đạo có khả năng càng lướt tốt, có thể hình tốt, vì hai trung vệ của U23 Qatar đều rất to cao. Và chạm bóng chính xác của Văn Thanh. Xuân Trường. Văn Thanh. Quang Hải trả bóng tinh tế. Rất hay. Cơ hội Phan Văn Đức. Đức Chinh. Nguyễn Phong Hồng Duy. Đức Huy. Nguyễn Phong Hồng Duy. Các vị trí của chúng ta liên tiếp hoán đổi vị trí rất linh hoạt. Hồng Duy. Có thể thấy rõ ý đồ và những tính toán cực kỳ cụ thể của huấn luyện viên Park Hang-seo khi tung Nguyễn Phong Hồng Duy vào sân để đẩy Quang Thanh sang bên phía cạnh, Văn Thanh sang bên phía cánh phải. Và nó đang giống như hai gọng kìm mà chúng ta có được. U23 Qatar tỏ ra có khá nhiều chiêu trò trong những quả đá phạt như thế này. Áp sát. Áp sát. Không có gì khó khăn với Tiến Dũng. Cú đá chân của Akram Hassan Afif. Văn Thanh. Ta thực hiện sạc. Akram Hassan Afif là người tạo ra những đường truyền quyết định và cầm nhịp trận đấu.
Cú đánh đầu của Xuân Mạnh. Áp sát, tiếp tục áp sát. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar. Một tình huống lộn xộn. Lại là một pha bóng đột biến mà Akram Afif gây ra. Người được tính là tác giả của bàn thắng là Anoumes Ali. Cầu thủ chúng ta đã lăn xả. Thực sự đây là một pha bóng mà chúng ta chưa rõ là bóng đã thực sự lăn qua vạch vôi hay chưa. Đức Huy. Lỗi rồi. Hai tình huống chúng ta phải nhận bàn thua đều là những tình huống mang đến rất nhiều sự nuối tiếc. Bàn thua không đáng. Không đáng phải đón nhận dành cho chúng ta. Một lần nữa chúng ta lại phải rượt đuổi khi mà thời gian chính thức không còn nhiều. Xuân Trường. Quang Hải. Chân trái. Quá! Không thể tin nổi. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Thực sự đó là một khoảnh khắc xuất thần. Đúng nghĩa là xuất thần của Quang Hải. Nhưng nó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng. Đường cong quá mỹ miều. Không đội bóng nào tại giải đấu năm nay tạo ra nhiều cảm xúc đặc biệt như U23 Việt Nam. Hồng Duy. Đức Trình. Nguyễn Phong Hồng Duy. Quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Không hiểu là Anoumes Ali đang nói gì với Nguyễn Phong Hồng Duy. Và tôi không hiểu là ông Park Hang-seo đã có những toan tính gì trong các buổi tập để những điều chỉnh của ông lại hay đến vậy. Chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Phong Duy rõ ràng đã tạo nên một làn gió mới ở bên phía cánh trái. Những cơn lốc ở bên trái thực sự. Nhưng cái lạ là Duy gần như rất ít đá với đội hình này trong những trận đấu chính thức. Phút bù giờ thứ 3. Và Xuân Trường đang đứng trước quả đá phạt. Một bàn thắng vào lúc này sẽ là dấu chấm hết cho U23 Qatar. Quả đá phạt góc. Những áp lực mà chúng ta tạo ra trong những phút bù giờ này là rất đáng kể. Và khi Xuân Trường bước ra chấm đá phạt góc thì tôi lại nhớ lại khoảnh khắc mà Hà Đức Chinh đã mang đến ở trận tứ kết gặp U23 Iraq. Đúng là như vậy, tôi đang nhìn vào chiếc áo số 13, Quang Hải. Dứt điểm, vẫn còn. Cú đá cuối cùng là của Phạm Văn Đức. Đình Trọng. Những đường chuyền dài của Đình Trọng cũng rất tốt. Văn Thanh áp sát cực nhanh. Đường chuyền của Văn Thanh. Đức Trình.
Sức ép cực lớn dành cho các cầu thủ U23 Qatar. Và thực sự là những phút vừa qua chúng ta đã khiến các cầu thủ Qatar hoảng loạn. Chúng ta vẫn được hưởng những quả đá phạt góc. Bên cánh phải sẽ do Quang Hải thực hiện. Cánh trái là do Xuân Trường. Quả đá của Quang Hải. Tiến Dũng. Vẫn còn. Đó là Xuân Mạnh. Trả bóng chính xác. Cú sút xa. Phút bù giờ cuối. Trọng tài sẽ thổi còi kết thúc thời gian chính thức và hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Như vậy là trận đấu thứ hai liên tiếp U23 Việt Nam phải bước vào thời gian thi đấu của hai hiệp phụ là người thực hiện đầu tiên. Còn bây giờ Vũ Văn Thành sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thành. Văn Thành. Văn Thành.